Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về được. Chiếc xe ở cái phân khúc sedan, quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe Daewoo Gentra phiên bản SX. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu, quý vị bạn nhé. Vẫn là biển 4 số. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 13 vạn km rồi, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Tuy là sản xuất năm 2009, đời sâu, nhưng mà chiếc xe rất là đẹp, mới lăn bánh 13 vạn km thôi. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết ạ. Còn rất là mới, rất là đẹp, đẹp từ cái động cơ đến nội ngoại thất đều rất là đẹp, chưa có mối mọt gì cả, bên vỏ vào động cơ thì rất là đẹp rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 145 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Với 145 triệu đồng thì quý vị các bạn bỏ ra thì chỉ bằng một chiếc xe máy SH thôi, chỉ bằng một chiếc xe máy Honda SH thôi mà quý vị bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô con 5 chỗ ngồi, hay còn gọi là xe hai đầu đấy quý vị bạn nhé. Đấy, và nếu như quý vị bạn mà mua xe đời cao hơn thì với tầm tiền này thì cũng chỉ được những chiếc xe ví dụ như xe Kia Morning Van hoặc chiếc xe Spark thôi. Đấy thì là cũng không được những chiếc xe, cũng ít sự lựa chọn. Nói chung là với cái tầm tiền hơn 100 triệu này thì ít sự lựa chọn lắm ạ. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Daewoo Gentra 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi mua về được như chiếc xe này đấy. Chúng tôi mua về được là chúng tôi đăng lên trên kênh này. Quý vị các bạn đăng ký xem thì sẽ được đón nhận những video mới nhất đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Daewoo Gentra 2009 phiên bản SX tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Tôi sẽ đi giới thiệu cho quý vị và bạn về chiếc xe Daewoo Gentra 2009 đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội đây ạ. Đấy, bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tuy là đời sâu từ 2009 đến bây giờ nhưng chiếc xe này còn là rất là đẹp đấy quý vị bạn ạ. Những chiếc xe cùng đời nếu như chạy nhiều hoặc là chạy ở những cái vùng biển, những cái vùng nước mặn hay là những cái vùng mà nói chung là địa hình thời tiết nó xấu thì là nó sẽ bị rỉ, bị mọt rất là nhiều rồi. Nhưng chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ những cái khung gầm, thân vỏ còn rất là cứng cáp và nước sơn cũng còn rất là đẹp, tại vì chiếc xe này chưa có phải sơn nhiều, chưa có sơn nhiều cho nên là cái nền nó cũng còn rất là đẹp và rất là cứng xe quý vị bạn ạ. Đấy, so với tuổi thì là những chiếc xe này rất là đẹp so với những chiếc xe cùng đời, cùng tuổi quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Đó, nhìn về cái phần hông bên phụ này. Đó, rồi hông bên lái này. Đấy, phần sơn, nước sơn, từ những cái nước sơn cho đến những cái phần nền còn rất là đẹp và rất là căng. Đấy, đây là cái phần ba đời sốc sau đây quý vị bạn nhé. Phần ba đời sốc sau, từ những cái logo đấy, cho đến những cái chữ đều rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Chưa có bị rỉ riết gì cả. Chúng tôi mua về thì tất nhiên là chúng tôi cũng có đánh bóng đi một lượt cả xe rồi quý vị bạn ạ. Cho nên là nó rất là mới, rất là đẹp đây. Cái cụm đèn sau cũng rất là mới quý vị bạn ạ. Cụm đèn sau này cũng còn nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, cụm đèn sau còn nguyên bản và còn rất là mới. Và chủ xe cũng đã lắp thêm ví dụ như là màn hình DVD, đầu DVD, nghe được cả USB và có camera lùi quý vị bạn nhé. Đấy, có camera lùi đây rồi ạ. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Dàn lốp cũng còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Từ la răng, lốp đến ốp này đều rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Cả một cái dàn lốp này còn rất là dày. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu thôi. Quý vị và các bạn bỏ tiền ra mua là về chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi quý vị bạn nhé. Đấy, dàn lốp này còn rất là dày này. Từ những cái la răng, những cái ốp la răng này còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nhìn tổng thể về cái phần đầu, tức là cái phần ba đời sốc trước đây quý vị các bạn nhé. Ba đời sốc trước, từ những cái cụm đèn pha
cụm đèn pha cũng rất là mới, rất là sáng này. Mặc dù chúng tôi chưa phải đánh bóng, chưa phải làm lại đèn, còn nguyên bản ấy chúng tôi để nguyên mà nó đẹp như này đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đèn pha, cụm đèn pha rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Phía bên dưới thì cũng đã được trang bị là cái cụm đèn gầm rồi quý vị bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản SX, Gentra SX, tức là số sàn 1.6 số sàn quý vị các bạn nhé. Đấy, dàn lốp này rất là đẹp này. Dàn lốp nguyên bản theo xe còn nguyên này. Đấy, đây là cái dàn lốp nguyên bản theo xe quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm vè mưa từ những cái tay nắm cửa chrome, còn rất là đẹp, rất là mới này. Chỉ hơn 100 triệu đồng thôi, 145 triệu đồng quý vị các bạn đã có ô tô đi, phiên bản 5 chỗ ngồi hẳn hoi, phiên bản sedan. Rất là những các bác ở địa phương ấy, ở địa phương thì lại không thích những chiếc xe hatchback hay còn gọi là những chiếc xe một đầu, còn những chiếc xe sedan hai đầu như thế này thì là các bác ở quê lại rất là thích ạ. Đấy, mà bây giờ số tiền bỏ ra chỉ bằng mua một chiếc xe máy, bằng một chiếc xe Honda SH thôi. Thì quý vị và các bạn có một chiếc xe 4 chỗ ngồi, 5 chỗ ngồi ạ. Bây giờ là chiếc xe này đăng ký 5 chỗ ngồi và che mưa che nắng rồi. Mưa không đến mặt và nắng không đến đầu. Chỉ hơn 100 triệu đồng thôi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Chưa có bị xước sát gì cả hay là chưa có bị muối mọt. Xin lỗi quý vị bạn, là xước sát thì để sơn lại thì có rồi nhá. Đây là nói là chưa bị muối mọt gì thôi ạ. Đấy, từ những cái phần gầm này còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn này. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Mở cái cánh cửa bên lái này. Đấy. Riêng về những chiếc xe đời sau này thì tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý vị bạn. Đây là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản của nhà sản xuất đây này. Chưa có một cái mất một phân keo chỉ nữa đâu. Đấy, cái cánh cửa này cũng thế này, chưa có bị xước sát gì cả. À, chưa có bị mối mọt gì cả. Đấy, ốc bản lề còn nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì quý vị bạn nhé. Đấy, những cái phần nhựa này cũng rất là đẹp đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị các bạn cũng đã biết cái phiên bản số sàn, Gentra số sàn này. Thì phần lớn ngày xưa là anh em là mua về để chạy dịch vụ. Đấy, chạy khách, chở khách, cho nên là với chất lượng của những chiếc xe đấy thì là nó rất là kém rồi. Còn chiếc xe này thì không chạy dịch vụ quý bạn nhé. Đấy, từ những cái trần này, nếu không chạy dịch vụ thì quý bạn xem là biết luôn đấy, trần rất là sạch sẽ này, những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn quý vị bạn này. Đấy, những cái phần nhựa mới tinh luôn quý vị bạn này. Nếu như chạy dịch vụ thì không bao giờ còn được mới như này nữa. Đây, từ những cái bậc cửa này cho đến những cái phần nhựa ở ghế này. Đấy, da này, da này thì làm lại thôi quý vị bạn ạ. À quên, da này là bọc thêm thôi quý vị bạn ạ. Phiên bản này nó là ghế nỉ, da là vào thêm thôi ạ. Đấy, từ những cái vô lăng nhé, những chiếc xe mà có vô lăng bằng da ấy, thì là thay đơn giản, thay cái bọc này dễ đơn giản. Nhưng chiếc xe này là vô lăng của nó bằng nhựa này. Đấy, bằng nhựa này cho nên là không thể làm lại được quý vị bạn ạ. Đấy, nó như thế nào là còn nguyên như vậy. Chỉ có thay vô lăng thôi. Mà thay vô lăng thì thưa với quý vị bạn, những chiếc xe mà nó còn nguyên bản như thế này thì rất là ít đấy ạ. Đấy, nó có độ mòn đấy ạ. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ của cái keo chỉ còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chưa mất một phân keo chỉ nữa đâu. Cái mép cửa này là rất nhiều xe là bây giờ là đã mối mọt dần rồi, nhưng chiếc xe này là còn nguyên đấy ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên này. Đấy, nội thất thì rất là mới, rất là đẹp, rất là sạch sẽ này. Đấy. Đấy, nội thất đằng sau này rất là đẹp. Những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì không bao giờ còn được đẹp, không bao giờ còn được mới như này đâu quý vị bạn nhé. Từ những cái phần nhựa bậc cửa này, cho đến nhựa táp bi này. Còn nguyên bản hết và còn rất đẹp đây quý vị bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất nhé. Đấy, những cái phần nội thất này. Đấy, đây là những cái từ những cái phần trần này. Đấy, những cái tay nắm này. Đấy, quý vị các bạn đi xem xe cũ phải để ý từng những cái chi tiết này nhé. Những cái chi tiết này nó sẽ nói lên được là chiếc xe sử dụng nhiều hay không đấy ạ. Chạy dịch vụ thì những cái này là nó rất là bẩn này. Hoặc là những cái tay nắm này nhé. Không phải bây giờ mua một cái xe về là cái gì chúng tôi cũng đi thay nhé. Nếu như mà cái gì cũng đi thay thì bán nó không bao giờ còn lãi đâu, chỉ có lỗ thôi quý vị bạn ạ. Đấy,
cái gì mà cũng thay thì chắc chắn một điều là chỉ có lỗ thôi chứ không bao giờ có lãi. Ốp vân gỗ này, tay nắm này, những cái tay nắm này chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị bạn xem là biết luôn đấy ạ. Về cái phần táp lô đây, thưa với quý vị bạn, tôi bật cái chìa khóa điện này lên cho quý vị các bạn cùng xem về cái đồng hồ nhé. Đồng hồ công tơ mét đấy ạ. Chiếc xe lăn bánh được 13 vạn km. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là chúng tôi mua của chính chủ và chúng tôi cam kết với quý vị và bạn là cái đồng hồ này chúng tôi không tua. Đấy, chúng tôi không hề tua cái đồng hồ này nhé. Tại vì là với chiếc xe sản xuất năm 2009 nên bây giờ tính ra là sử dụng được khoảng 13 năm rồi. Đấy, mà đồng hồ thì chúng tôi mà tua về thì nó cũng vô lý, cho nên là nó như thế nào là tôi để nguyên như vậy đấy ạ. Đấy, và chủ xe cũng đã lắp thêm màn hình đầu DVD, màn hình camera lùi có nghe được cả USB này, camera lùi đầy đủ, camera nét lắm quý vị bạn ạ. Tôi vừa mới đi thử thôi. Đấy, điều hòa đấy ạ. Đấy, những cái phần nhựa này quý vị bạn nhá, toàn bộ những cái phần nhựa này thì không thể làm mới được hết lên được như này đâu quý vị bạn ạ. Đấy, nó mới tinh như thế này, nếu như mà một chi tiết nào đó mới thì bảo thay chứ ai lại đi thay hết toàn bộ cả cái xe. Đấy, quý vị bạn thấy chưa, rất là mới, rất là đẹp này. Vô lăng cần số đây này, vô lăng nguyên bản đây quý vị bạn nhé. Đấy, vô lăng nguyên bản mà còn đẹp như này đấy ạ. Và cần số này cũng còn nguyên bản này, chưa thay nhá quý vị bạn nhé. Tay phanh này cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết những chiếc này là chúng tôi không thay, còn nguyên bản mua chiếc xe về như nào là chúng tôi để nguyên như thế vậy. Đấy, đồng hồ. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn, từ những cái phần nỉ này, nỉ trần cho đến những cái phần nhựa đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe này anh em chúng tôi gọi là rất cứng đấy ạ. Đấy, còn rất cứng. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, keo chỉ của cái cốp sau này còn nguyên bản này. Đấy, phần keo chỉ còn nguyên bản hết luôn đấy quý vị bạn nhé. Để tôi quay kỹ, quay chậm lại, chi tiết lại cho quý vị các bạn cùng xem về chiếc xe này nhá. Keo chỉ của cái cốp sau còn nguyên này. Đấy, cốp sau này còn nguyên. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, phần sau, đấy, từ những cái chân đèn này, chân đèn này cũng còn nguyên cơ, chưa tháo ra cơ. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây, từ những cái đinh tán của nhà sản xuất đấy ạ. Nếu như mà đâm đụng hay va chạm mà làm lại, nó sẽ để lại cái vết ở đây quý vị bạn nhé. Đấy, đi mua xe chúng ta xem kỹ về phần đầu và phần đuôi. Đấy, đây là cái phần đuôi. Lát nữa thì tôi quay cái phần đầu cho quý vị bạn cùng xem. Toàn bộ những cái đinh tán này còn nguyên này, chưa bị mất vết. Đấy, và cốp sau rất là sạch sẽ luôn quý vị bạn ạ. Cốp sau rất là sạch sẽ đây quý vị bạn ạ. Sau 13 năm sử dụng mà chiếc xe này rất là đẹp như này đấy. Lớp sơ cua đây quý vị bạn nhé. Đấy, lớp sơ cua đằng sau này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị mối mọt gì cả. Chỉ là đằng sau này là chủ xe dán chống ồn quý vị bạn nhé. Đấy, những cái phần màu bạc này là cái phần chống ồn đấy ạ. Đấy, chủ xe dán chống ồn. Đấy, rất là đẹp luôn. Phần nỉ này, phần nỉ ở cái cốp sau này cũng còn rất là mới. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước, ở phía sau, bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Toàn bộ những cái phần keo chỉ còn nguyên bản hết này. À đây, có một tí keo chỉ này nó giống như kiểu bị dán nhấm quý vị và các bạn ạ. Đấy, có một tí thôi. Đấy, có một tí thôi chứ còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái phần ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản này. Đấy, nội thất thì rất là mới quý vị bạn ạ. Một chiếc xe Gentra SX 2009 mà còn mới còn đẹp như này đấy ạ. Khóa trẻ em có luôn quý vị bạn ạ. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, những cái phần keo chỉ này còn hết luôn này. Keo chỉ còn nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề còn nguyên bản luôn. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đây là những cái đồ của tôi, đồ dùng của tôi để đây đấy. Chỉ còn rất là đẹp này, từ những cái ma ghế này, những cái phần nhựa này, những cái phần nhựa bậc cửa này còn nguyên. Đấy, còn nguyên đi quý vị bạn này. Nếu như ngồi nhiều hay ngồi ít, bước lên xe nhiều hay chạy ít là chúng ta nhìn về cái tổng thể chi tiết nhé. Toàn bộ về cái phần nhựa ở trên xe này đều mới đều cơ quý vị bạn ạ. Chứ một số bộ phận, một số chi tiết thì bảo thay, chứ chiếc xe này là còn nguyên bản hết đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Đây quý vị bạn xem những cái phần nhựa này.
rất là mới. Và đây là cái phần đặc biệt quan trọng nhất của chiếc xe đấy ạ, đó là cái phần động cơ quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý bạn xem về những cái phần ốc cabo này. Đấy, ốc cabo còn nguyên này, keo chỉ cabo còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên hết, còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây, về cái phần động cơ, động cơ thì rất là đẹp luôn quý bạn ạ, động cơ cũng còn nguyên bản hết ạ. Để tìm được một chiếc xe Gentra SX từ 2009 bây giờ mà đẹp như thế này thì rất là ít quý vị các bạn nhé. Như tôi cũng đã nói từ đầu rồi, và bởi những chiếc xe ở cái phân khúc này thì là phần lớn là anh em là mua về chạy dịch vụ, cho nên là cái máy nó hơi kém, nó có hay còn gọi là hơi nát đấy. Và chiếc xe này thì nó còn nguyên bản và còn đẹp như thế này đấy ạ. Tất cả những con ốc này là còn nguyên hết này, vì chiếc xe này tên tư nhân một chủ từ đầu. Đấy, tên tư nhân một chủ từ đầu và không chạy dịch vụ thì nó mới được đẹp còn mới như này đấy ạ. Đấy, tất cả những cái bộ phận, những cái chi tiết ở trong cái xe này là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và điều hòa thì mát lạnh quý vị các bạn nhé. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn ạ. Thời tiết thì mấy hôm nay thì nó cũng chưa đến nỗi là nóng lắm, cho nên là tôi cảm thấy cái điều hòa thì nó rất là mát lạnh. Chúng tôi đi mua xe là chúng tôi phải kiểm tra rất là kỹ toàn bộ các chi tiết, xem nó có hoạt động tốt không, có vấn đề gì không. Đấy, cho nên là chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, từ những cái phần keo chỉ cabo cho đến những cái ốc này còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, quá ngon lành cho một chiếc xe Daewoo Gentra 2009 chạy 13 vạn tên tư nhân biển Hà Nội một chủ từ đầu mà giá chỉ có 145 triệu đồng thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe chúng tôi mua về là chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mm-hmm.